2. Ngày mới cho Hùng Bá Trà Vinh gửi lời thăm, lời chúc sức khỏe đến tất cả chiến hữu, anh chị em, cô chú bác, ông bà đang xem, đang làm YouTube, mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Hôm nay Hùng Bá Trà Vinh qua nhà ông anh làm món cá chích nhậu gai gai nha. Mời chiến hữu với anh em nhậu. Năm hồi nào giờ chứ chưa ăn cá này phải không Năm? Ừ. Ăn thử đi. Ừ. Ăn thử. Ừ. Ăn thử. Ừ. Sống sống ta mới ăn. Còn luôn. Sao sống? Sao sống được? Trời ơi, đâu phải ông để gì mà ông ăn đâu. Ông lão ông coi ông coi tôi làm ở đằng kìa. Nếu ta còn lấy vô rồi có dừa đậu không nữa chứ bộ. Nó phỏng. Dắt xong dắt xong rõ nữa không? Không không. Không. Nó đâu có rút vô đâu. Cá này nó không có ruột gan vậy đó không ơi. Đúng rồi. Hả? Đâu. Ngộ vậy? Có vậy. Nó có cái kỳ không à chứ nó không có. Bụng. Bụng nó sống chứ. Chị chơi. Chị chơi. Còn nước cá nó còn lạnh á. Ăn cá chích rồi. Mấy tay vàng đó đừng có vô cái gì đó. Bụng quá trời bụng. Quá trời trời ha. Đúng bài thôi. Cái chích trộn gỏi. Mình hấp dẫn nha. Tôi buồn phải không? Tôi buồn phải luôn à. Mày chắc chơi nguyên tô luôn đó. Mình trộn cho nó đều nè, trộn đều cho nó thấm ba cái hành ấy đồ đó, nó rút vô cho nó bắn mùi cá đó. Hồi dừa với đậu phộng vô đúng không? Ờ, dừa đậu phộng nằm trên rồi bắt đầu nặng chanh đúng không? Ừ. Chứ đâu phải gì đâu. Ở đó bên để cho đưa đó nhiều quá. Ừ. Quá hấp dẫn rồi để. Hùng Bá Trà Vinh mời tất cả chiến hữu nhậu nha. Món cá chích. Tỏi nước chích nha. Mùi lớn ha. Dạ. Thấy mà ăn coi hấp dẫn không? Ngò gai nè, ớt nè. Ớt ít quá vậy? Trời ơi nhiều dữ lắm, nó cả là cội lớp nào trong mày nữa nè. Ớt thở, ớt nhìn thở. Không phải đâu, cay vậy á. Chó không trời, chó cho mát rồi.
non chết sợ ăn thú gì đâu, nó chót luôn đó. Gió mát lắm. Gió mát nhậu lý tưởng rồi. Mình sợ tôi muốn chạy chứ không. Trời muốn nữa đi. Ôi trời ơi, mê tụi ơi. Hấp dẫn rồi. Hấp dẫn à? Hấp dẫn, hấp dẫn chứ. Nó ngồi đây nè. Ở đâu? Tao thấy chút ghế. Quay mà. Nó ngồi chỗ mát nè. Đó. Tại nghiệp muốn ba con gà đủ lắm, đẩy qua đây mình cũng tội. Thở gà hào hến. Vô. Ba củ hành đó, dùng tấm hành đỏ nữa đó. Còn một thao ăn trộn không sao. Bơ 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 nè. Không ăn bình thường, vậy nó mới giòn. Dạ chỉ cắt nữa rồi. Ớt nhất. Ớt bẻ. Ớt ớt chứ. Ăn thử là quá ngon. Quá ngon. Vô anh em. Cái gì nãy vô nè anh em. Trời mưa trời đô nghe. Bữa nay là ngày chủ nhật á, ăn nhậu nghe, bữa nay là cái ngày ăn nhậu nghe. Mẹ nó nhiều. Trời mưa phải đi làm, trời mưa làm bị quánh nghe, nó nói cừ chết. Trời mưa, giờ vô nhà. Ủa, phải. Không ngủ quá, nhìn vô không? Anh chết không? Uống rượu không? Uống rượu ngon, ghê lắm trời. Không? Vậy chứ mày nghĩ sao? Đám ta lại uống nhã mới. Sao giờ? Vô. Vô. Trùng miếng đá, hùng không có đá, tàu dùng đá không? Đá thì có đá. Chào chưa, điện đại nó nè. Có điện. Thì có thăm coi. Thiếu xuống dưới mình chứ giờ chưa về nữa. Chưa điện Zalo nè, chúng nhà hỏi được không? Ờ, thì nó cũng có Zalo, nó xài ấy mà, điện được mà. Năng dưới hả? Năng dưới hả? Mình có điều kiện với nó có bảo hiểm mà sao này thằng Đông ở đâu nó bị số cấp tính vậy á. Vừa vô rồi hết à. Thầy thấy như nước biển. Ừ. Vô nè, cái chết đi. Vô nổi. Nổi hả? Trời ngoại mưa đang hết hồn. Này dòng dữ lắm không à? Dòng ầm thì lưới tôi đứt là biết gì rồi, thấy đứt lưới rồi. Gió là dữ dằn, gió nó dữ lắm, nó giật chị thấy không? Đầu heo chưa làm hết. Rồi, chín rồi. Lắc luôn mũi, rồi, lắc mũi, nó co luôn mũi lên. Quá là chín luôn à. Không, nó chín vậy á, mình mới ướp vô, mình hấp cái kia nó mới nói gục. Mà chưa chín xong nữa, chưa chín nữa. Xả đá mới chín bộ. Xả đâu đó, hết rồi. Xả đủ đó, một đêm, một ngày, một đêm mới hấp. Xả cắt 4 giờ đó rồi. Đông đá mà. Chín nữa, giờ còn ngâm trời còn ngâm chứ trời còn ngâm rồi. Rồi tới giờ hồi sắp 9 giờ, 10 giờ gì mấy đó. Tới một cái chích đi ăn cái chích đi. Hả? Vô, vô là anh em. Cái đồ chín nó co lại lắm các bạn chứ. Vô. Tụi nó hấp rồi, có ốp gì không? Ha, hấp đầu. Ốp chứ. Cũng bỏ nghĩ nè. Cái này à, luộc cho nó. Chín trời. Rồi ngăn nó có dữ không anh sao? Không. Có, này có, nó có dưới anh nhưng mà biết có gì chưa không biết. Sao? Ồ, cái nhau.
Vô. Vô. Giờ khỏe không con? Bảo rồi, buồn bảo rồi. Khỏe hả? Nghe nó bệnh viện chưa đi mới chiều hôm qua, chịu qua. Khỏe tư được mừng rồi, nó còn sốt không? Hết sốt gì rồi, hết sốt là nó chịu thuốc rồi đó. Mà thường thường nó sốt giấc trưa chiều. Ngày luôn chứ nó không có từ cơn nha. Nguyên ngày mấy thằng Đông á, nó nói mày kêu ấy nước vừa uống đi. Uống vừa đi. Thằng Đông nó bị như mày á. Sốt cấp tính vậy á. Khỏe bẻ chưa? Bẻ chưa? Ờ gắn nè. Thằng Đông thú y nó kêu gì nói với anh Hoàng á, chặt dừa xuống đi. Nói là nó hổng, nó cũng bị sốt lần kia. Là nước dừa tươi á, dừa mà đừng mới rắn nẻ nạo á, chú uống. Thì năm vô chứ năm. Làm lên lên thuốc rắn nè. Đúng rồi chứ hả? Nó làm đâu kêu gì nói. Món cái chích ngon nè anh Hoàng. Đấy chú. Kêu vợ ông chặt cái dừa mới đó chú. Được. Bây giờ là bớt hết này, cho hết kìa, giống gì? Đôi khi cũng bằng dưỡng. Hết trái. Hết trái này. Hiểu có chứ không? Về ăn ăn đâu xuống hả? Rồi. Tao đưa qua sáng giờ. Rồi ai ở đó? Có ai giờ tí chốt này uống đá chanh cũng thường xuyên mà bữa nay chủ nhật mà dân đi xin đi khám vậy dạ khóc quá rồi sao mũi như vậy hôm qua dạ. Khóc quá rồi dạ. Khóc mà đâu có tưởng dạ, em ơi mày bệnh lâu nay nó mới nghe nói là ấy cá chích có đời luôn nè cá chích tư đặt rồi đó trộn cái gì đó một thao luôn á. Rồi thôi dựng gửi là năm ha. Sẽ đi nhậu chứ sao giờ. Mới nghe nói với đâu hay đâu. Mới về cứ thế thôi. Qua. Rồi vậy gắng cố lên đưa nha. Cứ tức vậy chết rồi. Rồi rồi. Rồi đứa mặt cười lên. Mới lại lên á. Rồi đó. Em tức cũng cười cho mình chết rồi. Cười vậy thôi chứ cười gì. Ở đây lấy, cười lên đi. Tâm hứng rồi. Dùng. Dùng hết. Chết rồi. Con dở quá. Nói ra sao? Mà cái màu cái chai. Dạ. Yeah. Cũng có cái áp chẳng không? Cũng có cái áp chẳng. Đâu vậy? Chả cho tôi biết nào đâu. Ai tội. Vô anh em ơi. Vô. Vô anh nữa không? À, đã. Này hậu mồi cá chích đã. Cảnh nha. Quay cái chụp hình tôi giờ nó mặt cái ghê rồi tạc. Thôi, tôi cũng phải đây. Mặt hết hậu không? Cảnh là bà Nam tôi chạy trốn rồi. Cảnh ơi. Chào nghe. Thùng bái Vinh chào nghe. Cảnh ơi. Bái Vinh chào. Hẹn gặp lại.